Hello, xin chào mọi người nha mọi người. Hôm nay là hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm gọi là chiên trứng ốp la nha mọi người, dành cho những người nào mà không ăn được cái lòng đỏ nha mọi người. Rất là ngon nha mọi người ơi. Vậy cái bước này là tôi nhanh nha, đó là tôi rất là nhanh để cho các bạn thấy nè. Đây bắt chảo lên nè, đó, sau đó mình thử bằng cái đũa nha, coi coi có bị nó có sôi chưa nha. Sôi bằng chọt xuống mà thấy nó nổi bọt lên là nó sôi nha mọi người. Chọt xuống là nó nổi bọt lên là nó sôi nha mọi người. Rồi đó, bắt đầu các bạn đập trứng nè. Đập, các bạn đập cẩn thận nha. Đập nhẹ nhàng thôi, đập cho nó bể cái vỏ nha. Đừng có để cho nó rơi cái vỏ vào trong nha mọi người. Đó, sau đó đó, ở đây mình chiên hai trứng nha mọi người. Đó, đập mà không được là nó bị xì ra luôn nè. Đó, hơi là mình làm trứng mà không hồng đào nè, nên nó bể cũng không sao nha mọi người. Đó, đó đập xong đó, thấy chưa ạ? Đó đó, mình đánh ra, tại vì mình không ăn trứng hồng đào mà mình đánh rời ra. Đó, khi nào mình chiên vàng thì vàng rồi bắt đầu mình đổi mặt cũng được, còn không bạn nào không thích đổi mặt thì các bạn chiên như vậy các bạn thấy nó giòn rồi thì các bạn tắt bếp thôi nha mọi người, không có cần phải chiên hai mặt cũng được nha mọi người. Đó, mọi người thấy không ạ? Nó đang giòn đó, mình đó giòn rụm luôn nha mọi người, giòn rụm luôn, quá giòn luôn. Nhìn mà thèm chảy nước miếng luôn, cái này mà ăn với bánh mì ốp la là ngon số 1. Số dắt luôn nha mọi người ơi. Đợi nha, thèm quá chảy nước miếng luôn á. Lại vừa nói mà lại thèm chảy nước miếng luôn mọi người thông cảm một chút xíu nha mọi người. Đó, rất ngon, trời ơi, đó bắt đầu nó chín hết rồi đó, nó không còn hồng đào nữa các bạn thấy không ạ? Ok chưa?